Và đây là món Stew's Driver. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Channel. Mình là Jack. Không biết là các bạn đã theo dõi cái chuỗi video của mình như thế nào rồi và cảm nhận của nó như thế nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới giúp mình nha. Và theo mình thấy thì mình pha những cái cocktail khá là phức tạp nhiều rồi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail cực kỳ đơn giản luôn. Chờ xíu, các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái tô vít ha. Thì món cocktail ngày hôm nay sẽ liên quan tới lại cái cây tô vít này. Nó tên là Stew Driver. Ok, thì món Stew Driver được theo có nhiều cái câu chuyện mà người ta kể, nhưng mà có một cái câu chuyện mà nhiều người đồng ý nhất, đó chính là món này được tạo ra vào khoảng những năm 1940 bởi những người thợ dầu mỏ của Mỹ. Và người lúc đó thì những thì họ đang làm việc ở vịnh Ba Tư hay là vịnh Ả Rập á. Và do thời gian làm việc dài, đồng thời là tính chất công việc nguy hiểm, nên là họ đã pha vodka chung với lại nước ép cam là orange juice để mà uống. Và trong cái lúc mà làm việc á, thì họ không có muỗng, cho nên là họ đã sử dụng một trong những cái dụng cụ để mà khuấy cái ly đó lên. Đó chính là họ sử dụng cái Stew Driver này. Yeah, và họ đã khuấy vodka với lại orange juice, và nó cái món Stew Driver đã trở thành một trong ba cái món pha, mà gọi là món pha đi ha, nó tại vì không pha chế nhiều nên là mình sẽ gọi nó là món simple mix, thì like mix drink đi, thì đó là một trong ba cái món mà có chứa vodka và được bán nhiều nhất ở Mỹ. Và vodka mang đến doanh thu của Mỹ rất là nhiều, mỗi năm thì nó mang đến doanh thu của Mỹ tầm khoảng 20 tỷ đô, thì bạn có thể thấy là nó rất là nhiều rồi ha. Ok, đó là cái câu chuyện đằng sau món Stew Driver, một cái món cocktail, một cái món pha rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Ok, và món này thì chỉ có hai thành phần thôi. Thứ nhất mình sẽ cần vodka, và thứ hai mình sẽ cần nước ép cam orange juice. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ chai vodka nào cũng được ha. Và mình sẽ không lắc, không khuấy, mình chỉ cần một cái ly như thế này, mình đổ đá vào và sau đó là mình bỏ tất cả các thành phần đó thôi. Rất là đơn giản luôn các bạn. Ngày hôm nay thì phải pha đơn giản và nhẹ nhẹ một xíu ha. Rồi, đầu tiên mình bỏ đá vào. Sau đó mình bỏ vào đây, tùy vào cái mỗi bạn thôi. Ví dụ các bạn muốn uống nhiều thì các bạn bỏ vào 60ml, hay là các bạn uống ít thì các bạn bỏ vào 30ml. Ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ vào đây 30ml thôi ha. Rồi. Và sau đó thì mình sẽ đổ nước ép cam vào. Đổ đầy nước ép cam vào thôi các bạn. Khuấy nhẹ lên một xíu nha. Rồi sau đó cho thêm một miếng đá vô. Và mình sẽ trang trí bằng một cái miếng cam. Với lại một cái trái cherry nha. Rồi, đơn giản, rất là đơn giản luôn. Không cần gì phải phức tạp hết. Và đây là món Stew's Driver. Ok, bây giờ mình sẽ uống nó nha các bạn. Rất là pha rất là đơn giản luôn, thấy không? Mình chỉ cần vodka với lọ orange juice, mình có thể ra được một cái món mix mang tên là Stew Driver rồi. Okay. Thơm mùi cam nồng của vodka. Beautiful. Nó chỉ đơn giản, hoặc các bạn khi mình vô bar, các bạn có thể order là vodka and orange là đủ rồi, không cần phải là Stew Driver đâu. Nhưng mà yeah, đây là tại vì đây cái món này nó liên quan tới một cái câu chuyện của những người thợ ở dầu mỏ, cho nên đó là lý do mà mình muốn làm một cái video để mà làm về cái món mix rất là đơn giản, nhưng mà cái câu chuyện đằng sau nó thì rất là nhiều. Đó chính là lý do mà mình làm lên cái kênh này, mỗi video đều là một cái câu chuyện đằng sau những cái ly cocktail. Cheers. Rất là ngon luôn.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Đây là món Steel Driver. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.